Ok, chào anh chị ha. Thì hôm nay Toàn sẽ giới thiệu với anh chị một cái lô đất 1.000 m² vườn xoài rất là đẹp ha. Thì đây là cái lô đất của mình. Thì cái khu này hiện tại là bên Toàn là tách được 12 sổ, nhưng mà hiện tại là đã bán được 10 sổ rồi. Và bên Toàn còn đúng 2 sổ liền kề ha. Thì mỗi sổ là diện tích là 1.000 m² và ngang á, là 11 mét mặt tiền, sâu là 80 tới 90 mét. Thì cái khu đất này của mình rất là đẹp nha anh chị. Tại vì sao? Tại vì thứ nhất á, là hiện tại là trên đất mình đã có sẵn vườn xoài rồi. Đó, và đang cho thu luôn. Đó, và được cái là mặt tiền đường bê tông trước đất, cho nên là từ ở ngoài quốc lộ 20 á, đường mình đi vào tới đất á, là mình rất là dễ dàng di chuyển ha. Và cái đường của cái lô đất này á, là xã vừa mới đổ bê tông mới cứng luôn, nên đường rất đẹp. Và trong tương lai là cái đường này nó còn quy hoạch là 32 mét nữa. Tại vì sao? Tại vì hiện tại cái trục đường này là cái trục đường chính kết nối với lại đường vành đai Hồ Trị An ra tới quốc lộ 20, và nó đi qua khu công nghiệp Túc Chưng 190 hectare. Thì từ vị trí này anh chị đi thẳng ra tới quốc lộ 20 chỉ có 2,2 km thôi đó. Và cái khu này á, là rất là thích hợp để cho những anh chị nào mà có nhu cầu là mình mua để mình đầu tư, hoặc là mình để mình làm nhà vườn để mình về đây mình nghỉ dưỡng. Thì cái khu này á, là nó có ba cái ưu điểm. Thứ nhất á, là nó được view đồi, và cái thứ hai nữa là từ đất mình á, mình nhìn á, là anh chị sẽ thấy được một cái view Hồ Trị An bao quát rất là đẹp. Tại vì sao? Tại vì từ trên cao mình nhìn xuống lên là mình nhìn được bao quát hết hồ. Và cái thứ ba nữa là cái vị trí đất của mình á, là nó giáp tới suối luôn, và suối của mình là suối đá, suối rất là bự ha, và nước nó chảy róc rách quanh năm luôn, rất là đẹp. Cho nên là hôm nay á, là Toàn sẽ dẫn cho anh chị đi xem tổng quan hết cái khu đất của mình, và cũng như là cái view suối ở đằng sau đất. Còn cái mặt tiền ở đằng trước đường bê tông thì một lát nữa Toàn sẽ quay cho anh chị xem trực tiếp ha. Đây là cái suối của mình nha anh chị, rất là đẹp ha. Thì hiện tại á, là đang mùa nước xuống nha, chứ nếu mà những cái mùa mà nước lên á, là nước chảy rất là đẹp ha, rất là nhiều luôn đó. Anh chị thấy cực kỳ thơ mộng ha. Cho nên là cái view như thế này á, đối với những anh chị nào mà mua để mà làm nhà vườn nghỉ dưỡng á, là cực kỳ thích hợp luôn. Mình sẽ không kiếm đâu được một cái vị trí nó như thế này, vừa view đồi vừa view hồ mà còn lại có suối nữa, rất là mát luôn đó. Cho nên là cuối tuần á, là mình về đây mình nghỉ dưỡng nè, mình vui chơi nè, gia đình này kia mình có thể là tổ chức những cái buổi cắm trại này kia, camping đó, rất là thích hợp. Và với cái vị trí như thế này thì từ đây mình đi về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh quận 1 là chỉ có 1 tiếng 15 phút tới 1 tiếng 30 phút thôi nha. Là ngay tại trung tâm quận 1 luôn á anh chị. Là mình đi về đây là chỉ mất tầm khoảng 1 tiếng 15 tới 1 tiếng 30 phút thôi. Thời gian di chuyển là cực kỳ thuận tiện ha. Rồi. Đây là cái mặt tiền đường bê tông trước đất nãy Toàn nói với anh chị ha. Thì cái đường này là hiện tại là xã vừa mới đổ luôn, đường bê tông vừa mới cứng luôn, rất là đẹp nha anh chị. Đó, thì cái đường này là đường quy hoạch 32 mét này. Thì sắp tới là cái chỉ giới giao thông á, là nó sẽ cắt vào trong đất mình là tầm khoảng 10 mét, phần còn lại thì nó sẽ cắt sang bên này. Đó, thì đây là cái trục đường chính nó kết nối thẳng ra quốc lộ 20 luôn. Thì sau này từ cái vị trí đất mình chị đi thẳng là tầm khoảng 2,2 cây là ra tới quốc lộ 20. Và nó cách khu công nghiệp Túc Chưng 190 hectare chỉ có 1,1 km thôi đó. Cho nên là sau này là khu vực này là nó sẽ thu hút rất là nhiều dân cư ha. Tương lai là mình có thể là mình chuyển đổi và mình xin lên thổ cư được. Tại vì trên quy hoạch là nó quy hoạch đất cây lâu năm và kết hợp với lại đất ở nông thôn đó. Và hiện tại ở khu vực này là xã đang đồng bộ tất cả những cái tuyến đường luôn, ven hồ và những cái tuyến đường mà nó kết nối ra quốc lộ 20 là toàn bộ là đang cho trải nhựa mới và đổ bê tông hết đó. Và cái khu đất này á, là hiện tại là bên mình là cũng có ngân hàng đứng ra đảm bảo hỗ trợ cho vay được 50%, cho nên chị hoàn toàn yên tâm về vấn đề pháp lý ha. Và sổ của bên mình á, là sổ mới hoàn toàn đó, và nó chưa có qua đầu tư luôn. Cho nên là anh chị nào mà quan tâm á, thì liên hệ lại ha. Rồi, chào anh chị.